Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với khóa học Inventor cơ bản của mình. Thì đây là buổi đầu tiên trong khóa học Inventor cơ bản này ha. Rồi, trong buổi hôm nay mình sẽ show cho mọi người xem về cái quy trình thiết kế ở trong phần mềm Inventor và cái nền tảng thiết kế trên phần mềm Inventor ha. Thì mình sẽ nói về cái nền tảng trước, đó là những cái phần mềm 3D hiện tại mà ở mức phổ thông, ví dụ như là Inventor hay là SolidWorks, thì nó sẽ thiết kế dựa trên nền tảng đó là Parameter. Parameter nó sẽ bao gồm đó là ràng buộc kích thước và ràng buộc hành học ha. Rồi, về cái quy trình thiết kế trên phần Inventor á, thì ở đây chúng ta có thể tạo ra những cái khối 3D. Rồi, và chúng ta có thể đem lắp ráp nó lại với nhau và chúng ta sẽ đem xúc con vẽ ha. Đó là những cái nội dung mà các bạn sẽ được học ở trong khóa học này. Thì đi vào cụ thể, thì đầu tiên chúng ta có thể tạo ra một cái chi tiết như thế này. Đây là một cái chi tiết demo cho mọi người ha. Thì đây nó sẽ được thiết kế trong cái môi trường gọi là môi trường path. Rồi, sau khi thiết kế được những cái path như thế này, rất là nhiều cái path, thì chúng ta sẽ đan và lắp ráp nó lại với nhau. Thì ở đây mình sẽ có một cái cụm lắp ráp gọi là assembly, là một cụm assembly. Đây, thì chúng ta sẽ có những cái path riêng lẻ lắp lại với nhau như thế này. Và trong này chúng ta sẽ kiểm tra được cái tính tương đối, cái vị trí tương đối của nó nằm như thế này đã là hợp lý hay chưa, và có cần phải chỉnh sửa những cái chi tiết path đó hay không. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ lấy cái thằng path hoặc là cái thằng lắp ráp này để chúng ta xuất ra một cái bản vẽ 2D, bản vẽ drawing 2D. Ở đây sẽ dùng là gọi là môi trường drawing ha. Thì bản vẽ này chúng ta có thể đi kích thước cho nó và thể hiện những cái mặt cắt và để chúng ta đem đi xuống xưởng mà gia công ha. Rồi, thì đây tất cả những cái nội dung này mọi người sẽ được hướng dẫn ở trong cái khóa học này ha. Rồi,